Phát triển nhà ở xã hội đã đặt ra các mục tiêu rất rõ ràng. Nhà nước cũng đưa ra các gói tín dụng ưu đãi để khuyến khích cả doanh nghiệp đầu tư và người thuê mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, nguồn vốn dành cho loại hình này thì giải ngân vẫn rất chậm, chưa đáp ứng được như kỳ vọng. Liên quan đến gói vay ưu đãi 120.000 tỷ đồng theo Bộ Xây dựng cho đến nay, có 83 dự án của 34 trên 63 tỉnh thành đủ điều kiện vay vốn được công bố. Về phía chủ đầu tư, có 15 dự án đã ký hợp đồng tín dụng cho vay theo chương trình với tổng mức cam kết cấp tín dụng là 4.200 tỷ đồng, dư nợ là 1.624 tỷ đồng, còn lại 68 dự án chưa ký hợp đồng tín dụng cho vay. Đối với người mua, đến nay chỉ có 151 người mua nhà đã được vay khoảng 80 tỷ đồng từ chương trình. Dù Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hạ lãi suất chương trình tín dụng, tuy nhiên lãi suất áp dụng ở nửa đầu năm 2024 là 8% một năm đối với chủ đầu tư và 7,5% đối với người mua nhà. Thời hạn hưởng lãi suất ưu đãi 5 năm sau đó thả nổi vẫn bị xem là thiếu hấp dẫn. Hiện nay mà nếu mà đòi hỏi cả ngân hàng thương mại cho vay thấp hơn thì cũng khó. Bởi vì là cả ngân hàng thương mại nhận tiền gửi cũng khá cao với cái mức lãi suất khá cao rồi. Thì nếu có thể thì chính phủ phải tài trợ. Tức là ví dụ như là cả ngân hàng thương mại cho vay lãi suất 8,2%, có thể là chính phủ tài trợ 2% để cho nó còn có 6,2. Với lúc bây giờ thì nó sẽ thuận cho cái người mua nhà, nhất là những người thu nhập thấp. Xin nhắc lại là gói tín dụng 120.000 tỷ đồng nay tăng lên 140.000 tỷ đồng với sự tham gia thêm của 4 ngân hàng thương mại cổ phần là MB, Techcombank, VPBank và TPBank. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Bộ Xây dựng đã đề nghị giảm thêm lãi suất cho vay, mời gọi thêm các ngân hàng tham gia chương trình này và không tính dư nợ cho vay nhà ở xã hội vào hạn mức tín dụng. Phía doanh nghiệp cũng từng kiến nghị. Chúng tôi có thể kiến nghị là vẫn vay từ cái bên phía ngân hàng thương mại. Tuy nhiên về mặt thuế thì giảm cho doanh nghiệp là cái thuế thu nhập doanh nghiệp còn 10%. Như vậy thì nó sẽ phản ánh vào trong cái giá bán và cái lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp và của người dân. Như vậy thì nó sẽ lợi cho rất là nhiều bên. Trong khi đó, một nguồn vốn hỗ trợ khác cho khách hàng cá nhân vay mua nhà ở xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã có tiến độ giải ngân khá tốt, được đối tượng trực tiếp hưởng thụ là cá nhân người mua và cả doanh nghiệp đón chờ. Tôi đánh giá cao nhất là quan tâm cho cái đối tượng khách hàng của mình được vay. Thế thì cái chính sách này thì theo tôi hiểu so với cái gói 3.000 tỷ trước đây thì nó cũng chưa hấp dẫn lắm, vì cái lãi suất nó chỉ được hỗ trợ có 1-2% thôi. Đối với người nghèo thì cái đấy là cả một vấn đề. Hai là cái thời hạn vay nó khá ngắn. Thế cái khả năng trả nợ của người ta là cũng khó khăn. Tuy nhiên nguồn vốn vay hiện đang gặp khó. Cụ thể, theo kế hoạch đầu tư công tác giai đoạn 2021-2025 cấp cho chương trình nhà ở xã hội qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, thì năm 2021 đã thực hiện giải ngân 1.000 tỷ đồng. Đến hết năm 2023, hoàn thành việc giải ngân 10.281 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối với giai đoạn năm 2024-2025, nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện cho công tác này chưa được bố trí. Và như vậy, vốn rẻ cho nhà ở xã hội tắc, trong khi nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thương mại thì sẵn sàng, nhưng lại kén với cả doanh nghiệp lẫn người dân.